Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11, một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình một người dân ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ sáng nay, tại căn bếp cũ dùng để chứa đồ đạc của gia đình, một người dân sinh năm 1985 ở xóm Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng. Tại hiện trường có nhiều vật dụng, bánh pháo chưa nhồi. Vào thời điểm phát nổ, trong nhà chỉ có nạn nhân, bố mẹ đẻ anh ở nhà bên cạnh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hung một người phụ nữ khiến người này nhập viện. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Mỹ Lan, trú tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Bà Lan cho biết vào chiều ngày 1 tháng 11, bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người xông vào đánh dã man. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nhóm thanh niên dùng ống sắt, hung khí xông vào nhà tìm ông Hòa là người sống chung với nhau như vợ chồng với bà Lan. Tuy nhiên, vì không tìm thấy ông Hòa nên nhóm thanh niên đã hành hung bà Lan. Hiện Công an xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang truy xét hành tung của nhóm đối tượng này. Sau gần 20 năm lẩn trốn, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ. Đối tượng là Sông A Hờ, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã vào ngày 22 tháng 2 năm 2005 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ đối tượng Hờ, người nhà của đối tượng đã lôi kéo, chống đối, dùng gạch đá ném về phía lực lượng truy bắt nhằm giải thoát cho đối tượng, khiến hai xe ô tô của tổ công tác bị hư hỏng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vào chiều tối ngày hôm qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều mũi, kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng, trong đó có cả nữ đang tham gia đánh bài ăn tiền tại khóm Sa Phô, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Tại phòng ngủ của Lâm Minh Tuấn, có 13 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 43 lá bài tây đã qua sử dụng, 50 bộ bài tây chưa sử dụng, 143 điện thoại di động. Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc, tạm giữ số tiền trên 170 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm Minh Tuấn cùng với một đối tượng tổ chức cho các đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà của Tuấn để thu tiền. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý. Một đường dây buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh do đối tượng Ngô Tấn Đạt, trú tại phường 6, quận 10 cầm đầu vừa bị triệt phá. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội buôn lậu. Ngày 26 tháng 10, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8. Khám xét khẩn cấp kho hàng trên, lực lượng công an thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng, 20 thiết bị định vị e-tag, ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng và các tài liệu, dữ liệu có liên quan. Nguyễn Văn Giang khai đã nhận và cất giấu số hàng này theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12 năm 2021 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.